Cái nhà anh em thì con không dám được gần, sợ không phải người mà là một cái vong linh nào đó, không biết họ có giữ hay không. Cái vong này đi chậm dài quá vậy. Vong đi chậm quá. Từ từ Huy ơi, cẩn thận Huy. Gì vậy? Ê! Gì kêu à? Trời! Gì vậy? Ở đâu? Đâu? Ui! Ở đâu vậy trời? Cậu! Cậu! Ủa đi đâu vậy? Ủa đâu? Đâu? Ông đâu? Ông đâu đây vậy? Ê! Ông đi đâu vậy? Cậu ơi! Cậu ơi! Cậu ơi! Vong linh này, vong linh này càng đi chậm 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 rì rồi cả nha. Vong linh ơi, không có trả lời gì hết. Không trả lời. Ơi, ơi, gì vậy? Gì vậy? Thầy đâu trời? Đi vô. Gì vậy? Gì vậy? Gì vậy? Có ai nắm giỏi? Có sao? Ê! Ôi! Nữa kìa, nữa kìa. Ôi! Dưỡng ơi! Dưỡng! Cậu! Ôi! Đâu rồi trời? Sao tới đây mất tiêu rồi? Cọng dây này đã khiến cô không thể nào đi. Bữa nay khó tránh. Thì con xin phép cô là anh em tụi con có thể nào mà đốt được, đốt cái sợi dây và cái đôi dép này được hay không? Chào cả nhà đã quay trở lại với kênh Gió Đồng TV. Dạ con chào cả nhà. Xin chào cả nhà. Thì cả nhà ơi, hôm nay anh em tụi con lại trở lại cái nơi mà cô gái treo cổ á cả nhà. Dạ. Thì hôm kia anh em tụi con cũng có đến rồi. Và cả nhà cũng thấy là cô gái này không có xuất hiện. Chỉ làm những cái không được. Có một lần anh em tụi con quay thấy cô đứng trong cái bụi rậm. Mà lúc đó anh em tụi con thì ở trong cái chòi và không có đi ra. Cô đứng xíu, cô nhìn anh em tụi con rồi cô biến mất luôn. Thì anh em tụi con thì bị những cái hiện tượng như là xô ngã rồi. Nói chung là cô làm đó cả nhà. Đúng rồi cả nhà. Và khi mà tụi con ngồi cầu ở trong cái căn chòi cả nhà. Cả nhà không biết cả nhà có nhớ hay không. Thì anh chồng bị cái sợi dây mà sợi dây treo cổ á cả nhà, siết vô cổ và kéo lên. Cũng may mắn là anh em tụi con kịp thời gỡ nó ra. Nên lúc đó có nguy bị. Đúng rồi, hai phiên nhau chứ cả nhà. Có mình con là không bị, tại không biết vì sao nữa. Cũng có thể là do là con bóng gì con mạnh, cái bóng vía của con nó nặng quá nên là con không có bị. Con dây đó thì anh em con cố gắng hết sức cũng không có tài nào mà đốt được hết cả nhà. Đúng rồi cả nhà, không thể nào đốt được, giống như là có cái gì đó ngăn cản là anh em được. Mỗi lần đốt là mắc, mỗi lần đốt là mắc, không thôi là anh em có bị cái gì đó. Đúng rồi cả nhà. Cũng coi trên kênh Dượng Con thì cũng vậy nữa cả nhà. Dượng Con làm mọi cách cũng không thể nào mà đốt được. Không thể nào đốt được. Có đôi dép nữa, thì cái đôi dép nó đi theo anh em tụi con. Thì Dượng Con có
làm lại được cái dù rồi cả nhà, đi sơn mùi, nhưng mà anh em con chưa có cơ hội mượn được cả nhà. Tại vì hôm nay cậu con cũng đi quay, thì anh em tụi con thì cũng đi, nên là cậu con sử dụng cái cây dù đó rồi. Khi mà anh em tụi con đi với cậu thì mới có thể sử dụng cái cây dù đó được. Thì giờ này cũng tầm khoảng 4 giờ chiều cả nhà. 4 giờ chiều anh em tụi con đang có mặt ở trong cái khu rừng cây cô gái hay thường xuất hiện cả nhà. Thì nhà coi kênh của Dương con thì con thấy có không chỉ cô gái ở đây cả nhà. Còn một cái vong nữa. Còn một cái vong. Vong này là vong một người đàn ông. Và dường như là toàn bộ cái thân thể của người đàn ông này á đều là màu đen hết cả nhà. Từ trên xuống dưới chỉ là một bóng đen thôi. Thì cũng có lần con nhớ là khi mà xem video của cậu á, thì cái vong đen này á, nó giả ra thành cậu con, nhìn rất là giống cả nhà. Chỉ có cái là không có hồn thôi, mặt vô cảm. Với cậu nói là nó không bao giờ giả được cái nón. Đúng rồi, tại vì cái nón có sinh bùa. Cái nón thì có bùa ở trong đó nên là không thể giả ra được. Còn cậu con thì làm y gan người nha. Y gan không khác gì. Cũng giống như cái lần mà hai anh em tụi con này đi đến cái chỗ mà cô quỷ áo đỏ đó. Nó cũng giả dạng ra. Hai đứa y rang luôn. Không hề khác một tí nào. Cái vong linh có... Những cái vong linh thì cả nhà biết là người ta có những cái khả năng. Đúng rồi, người ta dạ. Có thể biến hóa muôn hình vạn kiểu. Không chỉ riêng thì nhiều người ta nói là ma làm gì mà đi trên mặt đất không vậy. Thì cả nhà, ma bay cũng có, đi trên mặt đất cũng có. Nhưng mà đó giờ anh em tụi con á chưa có nghe cái câu chuyện nào kể lại rằng á, là ma nó bay. Và tụi con chỉ nghe những cái người mà lớn tuổi người ta nói á, những cái vong linh, những cái vong hồn đã khuất á, người ta y gan người thường vậy cả nhà. Và người ta đi trên mặt đất bình thường. Nhưng mà có cái á, là những người này đã mất rồi. Họ có thể xuất hiện, họ có thể biến mất. Dạ, nhưng mà cái vong nó giả, thấy anh em con được trước rồi mới giả được anh em con đó. Đúng rồi cả nhà. Giống như kiểu là cái vong này có khả năng là ghi nhớ hình ảnh, hình dạng của anh em tụi con. Đúng rồi. Và anh em tụi con ấy thì hôm nay không biết là có thể gặp được cái cô gái này hay không. Và cái vong đen á, vong đen con nghĩ chắc có lẽ là cũng là một cái vong mà ở xung quanh đâu đó đây thôi. Thì anh em tụi con mời cả nhà cùng ba đứa con đi vào bên trong cái khu rừng cây này xem là có thể gặp được cô gái hay không. Đi cả nhà. Không mời. Cả nhà ơi, anh em tụi con sẽ đi vào trong. Bớt âm u tí. Gió khá to cả nhà. Nãy giờ anh em tụi con ngồi đây thì gió thổi ù ù. Con tới thì cây tối con cảm giác là nó sập bệ. Nhưng không, hình như là gió mạnh quá. Mấy cái cây này nó bị ngã. Gió gãy cây. Gãy ngang. Ê, gì vậy? Kìa cái gì vậy? Cái gì vậy? À, từ từ để dôm lại. Cái gì vậy trời? Kìa. Con đừng người ta đi động không? Cái gì đang đuôi vậy? Phải người ta không hay là... Chú ơi! Ê! Không có đầu luôn. Không có cái đầu luôn, không có cái đầu. Phần thân dưới à. Cả nhà. Cái gì vậy? Mới thấy cái bóng bước ngang đó. Cả nhà anh em tụi con không dám lại gần, sợ không phải người mà là một cái vong linh nào đó, không biết họ có giữ hay không. Sao
cái vòng này đi chậm dài quá vậy. Vòng đi chậm quá. Từ từ Huy ơi, cẩn thận Huy. Gì vậy? Gì vậy? Ê! Gì vậy? Gì trời? Gì vậy? Ôi, sao nhìn có cái lực lắm. Cái nhà nhìn Vung Linh này, Vung Linh này càng đi chậm 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 rì rồi cả nhà. Vung Linh ơi, không có trả lời gì hết. Không trả lời. Ơi, ơi. À, gì vậy? Cái gì vậy? Thầy đâu trời? Ôi, nhìn có cái lực hút. Cái nhà nhìn Vung Linh này, Vung Linh này càng đi chậm 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 rì rồi cả nhà. Vung Linh ơi, không có trả lời gì hết. Không trả lời. Ơi, ơi. À, gì vậy? Cái gì? Thầy đâu trời? Chúng giờ hả? À, sao không? Còn đứng đó nữa kìa. Cả nhà. Sao? Huy, Huy đi lại thử. Để máy ra anh em mình đi lại đi. Minh ơi, con Minh này lạ quá. Kìa kìa, đi kìa, đi kìa, đi kìa. Ôi, quay, đâu vậy? Thì mất tiêu rồi. Cái đó là mất tiêu. Cái đó là mang biến mất rồi. Không, trời ơi, lướt đi rất nhanh luôn. Mà cái vong linh này chậm chạp quá. Sao mà lúc đầu Vong đi lậm chậm vậy? Đi chậm lắm. Ê, lấy một rồi. Nhìn ghê quá. Có khi nào đây là cái Vong đen mà... Sao mà bữa nay không gặp cô gái mà lại gặp Vong này? Không gặp cô gái mà gặp cái Vong này. Đi làm thử đi. Cả nhà. Có thằng Vong Linh nào chú xuống rồi thấy. Sao nãy giờ không gặp cô gái luôn? Không gặp cô gái. Mà cái Vong đen này xuất hiện ra. Mà cái Vong đen này là Vong nào nữa ta? Vong đen này Vong... Vong nhìn lạ lắm. Chưa từng gặp luôn cả nhà. Chưa từng gặp. Trời nắng vậy mà vẫn thấy lạnh. Trời nắng vậy mà vẫn thấy lạnh cả nhà ơi. Cả nhà nhìn thấy nắng thì cho nó bớt âm u chứ. Khoảng chiều tối là ở trong đây là không có ánh sáng luôn cả nhà. Ôi, ai vậy? Ủa, cô bà. Ơ cậu kìa. Cậu ơi. Cậu ở đâu? Ui,
Ủa đâu vậy trời? Cậu. Dạ. Cậu. Ủa đi đâu vậy? Ủa đâu đâu ông đâu, ông đâu đây vậy? Ê, ông đi đâu vậy? Cậu ơi. Cậu ơi. Cậu ơi. Cậu ơi. Cậu. Ủa đâu đâu? Ôi. Ủa đâu vậy trời? Cậu. Dạ. Cậu. Ủa đi đâu vậy? Ủa đâu đâu ông đâu, ông đâu đây vậy? Ê, ông đi đâu vậy? Cậu ơi. Ôi. Cậu ơi. Trời. Ủa đi đi quay ở đâu đây vậy? Ở đây đi ở nhà mà. Nãy cậu mình đi là cậu chuẩn bị đi quay thôi mà. Ừ. Nói cậu. Hồi nãy giờ anh em mình vô đây đâu có gặp đâu. Không mà cái tướng giống mà cái mặt thì không thấy được cả nhà. Quay mặt lại chỉ thấy cái lưng thôi. Dựng đi tới đây mà. Nhớ cả nhà ơi. Mà mình kêu hình như không nghe. Cả nhà. Sao mà nếu mà Dượng đi tới đây quay thì sao không đi với anh em mình trời. Không, lúc nãy mình chuẩn bị đi quay là cậu mới chuẩn bị đi quay chỗ kia à. Cậu kêu mình đi quay bên chỗ này hơn mà. Này. Nghĩ chắc là có thể là vong linh này giả ra. Cái vong linh mà cục đen giả ra. Không biết được, không thấy được cái mặt. Không biết cái mặt ra sao. Mà kêu không có nghe. Mà đi nhanh. Anh em mình càng đi tới thì càng đúng đi rồi. Nhanh. Tới đây biến mắt nè. Đi rất nhanh cả nhà. Đi rất là đi nhanh. Tới đó là đi rất nhanh. Ủa nhanh thiệt. Không thấy gì hết. Không có rồi. Không cái bông này ghê quá vậy. Ừ. Đi trong. Cây. Ê, 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 trời trời ơi. Cây trên ngã xuống kìa. Quái đi. Cũng may cái cây này không bự mà nó ngã nó không có mạnh. Chóc góc luôn. Nghĩ là chắc cái góc cái cây này nó không có sâu đâu. Thôi, anh em mình muốn đi vô. Gì vậy? Gì vậy? Gì vậy? Có ai nắm giỏi. Sao? Cả nhà. Cái vòng đen và cái cô gái này có liên quan gì đến nhau? Còn cái bóng dáng người y cái anh cậu cũng xuất hiện nữa. Có thể là cái vòng này giả ra. Ừ, với lại anh không thấy cái nón nữa. Không thấy cái nón. Cái gì rớt nữa vậy? Cái gì chứ vậy? Không thấy cái nón nữa. Không thấy cái nón. Chị chắc có thể là do cái vòng đen này giả ra. Ê! 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 Nữa kìa, nữa kìa. Ôi, cậu. Dạ. Cậu. Ôi, đâu ở trời. Sao tới đây mất tiêu rồi. Ôi. Nữa kìa, nữa kìa. Ôi, cậu. Dạ. Cậu. Ôi, đâu ở trời. Sao tới đây mất tiêu rồi. Đúng rồi. Đi đâu vô cái trời vậy. Có đâu không chồng? Không có ai chứ. Anh lấy tới đây mà, anh chạy không kịp. Trời. Trong trời có không? Không, cái tướng ổng không rõ ràng luôn. Ừ. Mà đầu không có đội nón. Trời, nhanh quá cái này. Chạy đâu ngực đi.
Ngoài đó giờ gió lắm. Đó. Ở đây đi. Bài được cúng trong đây. Bài được cúng trong đây đi. Cái dáng nó là cậu luôn á. Nãy giờ không thấy con dây thôi. Không thấy con dây với cái đôi dép. Biến mất đâu tiêu trời. Không biết cậu dụ tới đây. Chạy theo mệt quá, chạy lại. Hình như là lướt luôn nha. Nhanh lắm, đi nhanh lắm. Càng đi lại gần thì càng xa. Ở ngoài còn đỡ vô đây âm u lắm. Vô đây âm u hơn nhiều. Cả nhà thấy là gió cũng đang nổi lên rất là mạnh. Lên cũng bắn không nè. Mình cúng ít đi. Cả nhà ơi, mỗi lần mà cúng rồi là anh em con sợ nè. Hồi trước em con bị ngập vô, đè đầu xuống như rồi cúng luôn. Không biết là cái vong này có muốn nhặt hay không, giống như là chiêu anh em mình vậy. Con thì có cái tấm lòng thật, còn vong linh này có muốn nhặt hay không thì con cũng không có biết được. Mình cũng, nãy giờ mình không gặp cô gái phải không? Đúng rồi cả nhà. Tướng nãy là tướng nam phải không? Tướng nam. Mình có tấm giấy nam này mình biết. Cầu con tướng nam. Cầu cái bóng đen là nãy anh em được mình gặp. Cái áo bữa đó nam nam kẹo kẹo trời ơi trời, áo này áo nam nữa nè cả nhà. Chúng mình đốt đốt tiền mình cũng nên đốt luôn cái áo này không ta? Đốt luôn cái cỏ nó cháy xém rồi, mình đốt cái tiền xem mình đốt cái áo này dính cái gì con còn đấy còn đừng có con số này mà nó đi tiếp chứ không cháy đâu. Yếu rồi. Cho nó hôm dài mưa. Cái gì? Ôi, cái đôi dép kìa bác. Dép nó đi kìa. Dép nó đi kìa. Ôi, nó dính cái gì kìa. Lấy đôi dép vô kìa. Dính cái gì kìa. Cái nhà nhìn đôi dép. Ôi, giống áo quá vậy. Dính cái gì nhất nhợt kìa. Dính gì chả nhìn vào. Nhức nhợt à. Cái nhà nhìn. Ây da. Ây. Ôi trời. Con ra đây vậy. Cộng dây với... cộng dây thần. Nó bị cháy xém rồi kìa. Không nên cầm nhiều quá cái này. Nhưng mình để nó qua một bên đi. Cầm lên đây nè. Dạ
xì nhè gì luôn. Chỉ có ám khó chứ. Không cháy được, dính than đây luôn mà nó không cháy được. Không biết là nghĩ là chắc là do vong linh của cô gái không có cho đốt, nên là không thể nào mà đốt được. Cái cây xíu nữa ngã máy. Gió đâu có mạnh đâu mà sao mà quật được trời. Không được, không phải gió đâu. Gió sao quật ngang được vậy? Rồi, đúng rồi. Mà ủa, cái đôi dép với cái sợi dây. Ủa, bánh mất. Bánh mất tiêu luôn rồi. Còn mẫu bánh vụn luôn kìa. Nhan nữa. Ngã trơn luôn trời. Nãy Quy có đụng không? Không. Chị kỳ á. Cái nhà bánh mất tiêu nữa nè. Rồi cái đồ dép với cái cộng dây thừng. Tự nhiên hiện tượng có là mất. Mình định làm cái gì là mất. Đúng rồi, anh em mình cả nhà cũng giống như là cậu con vậy đó. Cậu con thì tính đốt cái cọng dây thần với cái sợi dây, lộn cái sợi dây với... Cái gì vậy? Đèn đó nữa kìa em ơi. Đâu? Thấy không? Phải không? Đâu? Phải, phải cái bóng đèn đó không? Nói nước kìa. Nước đâu? Cái gì vậy? Ê! Ê! Nó nằm đây. Ê, có bánh nữa nè. Bánh nè. Còn bánh rụng. Đó một cái nữa kìa. Đây nha. Không đi vô. Con sẽ thử đốt trực tiếp cho cả nhà xem. Ê, té. Cả nhà. Vong linh của cô này dường như là muốn ăn bánh thì phải. Không, nó chết không cháy đâu. Vì nó bự lắm, phải để cây lên mới được. Có thể cây lên mới cháy được. Bây giờ mình đốt lên. Thế thì các bạn, mình để đóng lên đây đi. Cái gì? Cái gì? Trái gì nó rớt nè. Ui. Đèn cậy cháy sắp hết luôn rồi. Đốt đi. Cái này anh em con sẽ đốt riêng cả nhà. Góc luôn này nha. Đâu mình thế nha. Khói quá. Xin con hử đốt dây rồi đó. Cô gái à, anh em tụi con không biết đó, là có phải là do cái cọng dây này đã khiến cô không thể nào đi
đi bữa nay khó cháy. Thì con xin phép cô là anh em tụi con có thể nào mà đốt được, đốt cái sợi dây và cái đôi dép này được không? Không thể nào đi bữa nay khó cháy. Thì con xin phép cô là anh em tụi con có thể nào mà đốt được, đốt cái sợi dây và cái đôi dép này được không? Vậy là cô không muốn cho anh em mình đốt à? Lúc nãy anh em mình chuẩn bị đốt á là cô nhập vào người anh Trọng. Ủa cô nhập anh nữa hả? Ừ. Anh nhớ dây... được cái khúc đang cầu cô là anh hết biết à. Lấy cọng dây là tính là xiết cổ của Quy. Có sao không? Hở đi. Giờ anh em mình lấy đồ đi ra ngoài anh Trọng ơi. Cái nón kìa Huy. Đi ra ngoài. Cả nhà ơi, cô gái thì chắc có lẽ là không chấp thuận cho cái việc mà anh em tụi con muốn xử lý cọng dây này. Giờ này thì mới có 5 giờ chiều đó nha. 5 giờ chiều. Có sao không? Có sao không? Mấy đường này cả nhà. Cả nhà ơi. Bây giờ cô nhập anh nào nó hay luôn ta. Vừa anh tụi con vừa mới tính đốt cái sợi dây cả nhà. Thì bắt đầu là cô gái nhập vào người anh Trọng này. Rồi lấy sợi dây thần xiết cổ, tính là xiết cổ Quy. Nhưng cũng may mắn. Không xuất hiện. Nhưng mà cô lại làm những cái hiện tượng mà y hình như là dưỡng đó nha. Phải không? Phải không? Ôi, vừa quên cái điều. Như cái bóng à. Có khi nào là cái bóng đen đó. Đi ra ngoài nhà trầu rồi. Đi ra ngoài. Ngay chân cái chỗ đó luôn. Ngay chỗ mà. Đúng rồi.
Rồi cả nhà, những cái mẫu bánh vụn mà anh em tụi con cúng trong cái dĩa thì vừa mới quay qua lại thôi á, thì cái sợi dây này với cái đôi dép bị lấy đi rồi, và mấy cái bánh á cũng đi theo luôn, giống như là cô gái này đang rất là đối khác. Thì anh em tụi con thì chắc có lẽ là sao không Huy? Sao không? Chắc anh em mình rút về đó nha. Anh em tụi con em sẽ đi về. Tụi con xin phép cả nhà cho anh em tụi con dừng video đây. Anh em con xin phép cả nhà. Dạ, con chào cả nhà. Hẹn cả nhà vào những video tiếp theo. Bye cả nhà.